Sáng ngày 1 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị liên tịch để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân huyện khóa 5, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Lê Thanh Yên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Võ Đình Quang, Trưởng ban Dân vận huyện ủy đồng chí phan hồng yến phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đồng chí nguyễn thanh sơn phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện các phòng ngành liên quan theo đó, dự kiến kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân khóa 5 sẽ diễn ra trong một ngày 20 tháng 7 năm 2022. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện sẽ xem xét các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân huyện, các nội dung trình Hội đồng nhân dân huyện ban hành, nghị quyết chuyên đề tại kỳ họp, xem xét các báo cáo tờ trình của Thường trực, các ban Hội đồng nhân dân huyện, các báo cáo của các cơ quan đơn vị tổ chức khác. Dự kiến kỳ họp sẽ ban hành 5 nghị quyết quan trọng bao gồm nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022, nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2021, nghị quyết về việc thông qua đề án thu gom vận chuyển xử lý rác thải giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo. Nghị quyết về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 39 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân huyện về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2022-2025. Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng Nhân dân huyện. Về công tác chuẩn bị, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đã phân công nhiệm vụ cho Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các ban Hội đồng Nhân dân huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện, Công an huyện. Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân chuẩn bị tài liệu thông tin tuyên truyền về kỳ họp. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận bổ sung góp ý một số ý kiến liên quan đến công tác chuẩn bị để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện kiểm tra đôn đốc việc chuẩn bị các văn bản báo cáo trình kỳ họp, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng ban ngành cơ quan liên quan tham mưu để hoàn thiện các văn bản và có văn bản báo cáo sớm để các ban hội đồng nhân dân huyện thẩm định trước khi tổ chức kỳ họp yêu cầu công an huyện huy động lực lượng đảm bảo công tác an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ủy ban mặt trận tổ quốc huyện tổ chức họp các tổ đại biểu và tiếp xúc cử tri theo quy định văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân chuẩn bị tốt các tài liệu phân rõ từng danh mục để lên chương trình kỳ họp đúng theo trình tự và kế hoạch